Với phương châm tu đạo nhưng không đứng ngoài thời cuộc, thời gian qua Phật giáo Đà Nẵng luôn đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố. Mỗi tăng ni, đạo hữu, Phật tử xác định vai trò trách nhiệm của bản thân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đà Nẵng luôn chú trọng công tác từ thiện xã hội và coi đó là một trong những hoạt động Phật sự quan trọng. Các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố thường xuyên thực hiện các chương trình từ thiện. Đặc biệt khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cộng đồng Phật giáo Đà Nẵng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn vì đại dịch. Công tác an sinh xã hội là Phật giáo rất là mong muốn làm nhiều hơn nữa, bởi vì qua những cái trước đó, trước COVID cũng đã làm, nhưng mà sau COVID thì tình hình kinh tế nó cũng các bà con không đi làm đi kia rất là khó khăn. Chính vì thế trong quận Sơn Trà, Phật giáo quận Sơn Trà cũng như các chùa luôn luôn cùng với chính quyền hỗ trợ bà con khó khăn trong những cơn dịch bệnh vừa qua. Đồng hành cùng thành phố trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố cũng kiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch. Đại lễ Phật đản diễn ra trong thời gian này cũng được các chùa tổ chức trong phạm vi nội bộ. Các hoạt động tôn giáo tập trung đông người đều tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, các tăng ni, đạo hữu, Phật tử cũng đã có mặt kịp thời tại nơi thiệt hại nặng nề để chung tay cùng lực lượng chức năng dọn dẹp giúp bà con dần dần. Sau cái cơn bão đó, thì cứ tưởng tượng là người ta đang đói, đang khát, đang mệt, và cái tinh thần mà nhập thể như thế này thì tăng ni xin là luôn luôn ủng hộ và bằng cả cái tấm lòng đến với mọi người, mọi nhà. Với tinh thần hộ quốc an dân, thời gian đến, các tăng ni, đạo hữu, Phật tử trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận phát động, qua đó góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân.